Hoa sứ Lê Gia chào cả nhà ha. Hôm nay bên vườn em giới thiệu mình 21 cây sứ thái ghép ạ. Và cây zin luôn. Giá cây em bán hôm nay có giá từ 100 ngàn cho đến 1 triệu 200 ngàn một cây nha. Đơn hàng em gửi đi là trên 200 ngàn em mới gửi ạ. Em ship hàng trên toàn quốc luôn. Khu vực trong phía Nam thì em có thể gửi hàng đường xa Tô Châu nè. Còn các chỗ khác thì em sẽ ship hàng đường bưu điện nha. Giờ mình có cây số 1. Số 1 là một cây sứ nguyên thủy nha cả nhà. Đây là gốc sứ nguyên thủy. Củ này già lắm nha. Đây mình nhìn cái màu củ nó là mình biết nè. Cái này là em còn chôn sâu để mình nuôi củ nè. Có hành của nó, hành gốc của nó em đo cái phần nổi trên á, thì nó tầm khoảng 3 gang tay em vòng lại nha cả nhà. Cây này xả tàn, nó vừa vơi lên tựa mới. Đây mặt hoa của nó ạ. Hoa năm cánh màu trắng họng vàng nha. Trời, gốc sứ nguyên thủy này thì có giá là 220 ngàn. Số 2 là cây gián nằm. Đây, cây gián nằm một chậu giữa hai gốc nha. Ghép phú thành với lệ bao la. Phú thành 3 lớp đỏ tươi, bao la 3 lớp nền vàng cam sọc đỏ. Rồi, một chậu hai gốc sứ quái này giá 120 ngàn. Tiếp số 3 một chậu hai gốc nữa ghép giống thần tài. Đây là thần tài gò công, hoa màu đỏ, hai lớp, hoa to và hoa rộ nha. Cây 7 bo, 120 ngàn. Một chậu do hai gốc gián nằm mà 120 ngàn nha. Tiếp số 4. Số 4 là ghép Mỹ Linh chính, màu tím sọc, cây 4 bo, 100 ngàn. Số 5. Ghép hai giống mà chiếm ưu thế nhiều là giống Đặng Thư nha. Đặng Thư 3 lớp, màu tím sọc. Và có một bo là của Vân Huế 7, hai lớp màu hồng. Rồi cây mình 6 bo giá 100 ngàn, màu tím với màu hồng, hai màu. Tiếp số 6 cây ghép hai giống nữa. Ghép 6 bo mà 4 bo là Thúy An 3, 5 cánh màu tím. Và có hai bo phía đây là của Sĩ Thư 1, 3 lớp trắng viền hồng. Rồi 100 ngàn. Số 7 là ghép Phú Thành, hai lớp màu đỏ, Phú Thành một giống. Phú Thành 3 lớp đỏ nha cả nhà, cây này tàn đẹp. Đây, 3 lớp màu đỏ tươi nha. Cây này tàn tròn, cây 5 bo 100 ngàn. Số 8, Kim Phát 3 lớp màu vàng, lớp bìa có lem đỏ. Cây mình 6 bo 100 ngàn. Số 9, ghép bao la, 3 lớp nền vàng cam, sọc đỏ, cây 7 bo 100. Số 10 cây ghép 2 giống. Cây mình là ghép 5 bo, 4 bo tuyệt đỉnh, màu trắng viền, có hương thơm. Với lại một bo hồng ngọc, một bo là ngọc cô nương. Ngọc cô nương 3 lớp, hồng viền trắng nha. Cây 5 bo 100 ngàn. Số 11, ngọc yến 5 cánh màu tím. Ngọc yến là dạng lá kim, hoa 5 cánh. Rồi 7 bo 150 ngàn. Số 12, vinh hoa 3 lớp. Cây 7 bo 130. Số 13. 13 là Nguyệt Tâm Năm, 4 lớp màu đỏ. Cây mình 6 bo 150 ngàn. 14. Cây ghép 2 màu. Phương Lam Vàng, 3 lớp màu vàng cánh phớt hồng. Phương Lam Vàng cánh nhọn. Với lại Nguyệt Cát, hoa 3 lớp nền trắng gân đỏ có hương thơm. Cây 12 bo 150 ngàn. Cây này tàn đẹp nha. Số 15. Quyết Thắng, 3 lớp đỏ đậm, cây 4 bo 120. Số 16 là gốc zin. Cái gốc zin này là nhà vườn trồng cỡ tầm khoảng là trên 5 năm rồi nha. Gốc mình nè, gốc già lắm nè. Đây là sứ zin nha. Tên Kỳ Duyên 3 lớp màu hồng. Đây tàn cây mình ạ. Rồi 250 ngàn cho gốc sứ zin này. Tiếp số 17. 17 một gốc zin nữa, cũng tên Kỳ Duyên luôn. Đây em quay phần tàn trên cho mình xem trước. Rồi cái gốc nó nè. Cái gốc này cái hành cũ của nó là ngoài hai gang tay em vòng lại nha. Giá 150 ngàn. Cái gốc sứ zin mà có cái bộ đế nó to cỡ này là nhà vườn trồng tầm cỡ khoảng 3 năm rồi nha cả nhà. Tiếp 18. 18 đổ về sau sẽ là hàng ghép mà dạng VIP. 18 Mỹ Linh 23. Hoa nở 3 lớp vàng cam có gân đỏ nha, 12 bo 500 ngàn.
Cây này tàn rất là đẹp mắt luôn. Tàn tròn tựa dài. Tiếp 19. 19 là thần tài san hô, hoa năm cánh màu đỏ. Đây cây mình vô bẻ to to cỡ này rồi nha. Thần tài san hô, cây này tàn tròn, cũ già lắm. Rồi 7 bo 600 ngàn. 20. 20 một giống hoa chuyển màu. Hoàng kiều, ba lớp, màu vàng, ban đầu nở là màu vàng đậm luôn, có cái sọc hồng. Nở vài ngày nó sẽ chuyển sang màu hồng. Cái giống này chuyển màu cũng hơi mạnh luôn, chuyển sang hồng nhiều lắm. Rồi cây chín bo 500 ngàn. Số 21. 21 là Mỹ Diệu 4. Mỹ Diệu 4 là hoa của nó 4 lớp nha, màu hồng, có sọc tím. Giống này là hoa thơm. Đây mình xem cái tàn của nó nè. Cái giống này mấy hôm trước nở là rất là rộ luôn á. Đây cây này, giống này là rộ lắm, thơm. Đây mình xuống xem cái gốc nó nha. Cây ghép 7 bo giá 1.200.000. 1.200.000 cho cái gốc này. Cây tựa rất là dài luôn. Cây này ghép dạng thân rất là ngắn luôn nha. Có một số khách mình thích cái dạng thân ngắn thì bên vườn em cũng làm thân ngắn cho mình. Từ cái cụ sứ nó lên là cái thân của nó là tầm khoảng 5-6 tấc à. Cây này kia bằng cái thân rất ngắn. Thân ngắn rồi lên tựa dài, nhìn ra bung cái tàn mình rất là đẹp mắt. Rồi, cũ già nữa, 7 bo 1.200.000, Mỹ Diệu 4. Một giống hoa thơm và rộ. À, cả nhà mình xem, nếu yêu thích cây nào mình muốn đặt hàng thì cứ gọi theo số máy 0981813055 ha. Số đó em có xài Zalo, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin ạ. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và ủng hộ.